Thư thứ nhất của Phaolô gửi cho người Côrintô, chương 1. Phaolô theo ý Đức Chúa Trời được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ, cùng sốt then anh em chúng ta gửi cho hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Côrintô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Giêsu Christ, được gọi làm thánh đồ, lại cho mọi người bất luận ở nơi nào cầu khẩn danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, là Chúa của những người ấy và của chúng ta. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Lời tạ ơn, tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vì chưng anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho, cả lời nói và sự hiểu biết, như lời chứng về Đấng Christ đã được vững bền ở giữa anh em. Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào. Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng, để khỏi bị quở trách trong ngày của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với con Ngài, là Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý, một lòng cùng nhau. Vì hỡi anh em, bởi người nhà Côlôê, tôi có được tin rằng trong anh em có sự tranh cạnh. Tôi có ý nói rằng trong anh em mỗi người nói như vậy, ta là môn đồ của Phaolô, ta là của Apollo, ta là của Sepha, ta là của Đấng Christ. Đấng Christ bị phân rẽ ra sao? Có phải Phaolô đã chịu đóng đinh trên cây thập tự thế cho anh em, hay là anh em đã nhân danh Phaolô mà chịu pháp báp têm sao? Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời, vì ngoài Crispu và Gaius, tôi chưa từng làm pháp báp têm cho ai trong anh em, hầu cho chẳng ai nói rằng anh em đã nhân danh tôi mà chịu phép báp têm. Tôi cũng đã làm phép báp têm cho người nhà Sephana. Ngoài nhà đó, tôi chẳng biết mình đã làm phép báp têm cho ai nữa. Thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi, chẳng phải để làm phép báp têm đâu, nhưng để rao giảng tin lành, và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng kẻ thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích. Bởi vì lời giảng về thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại, song về phần chúng ta là kẻ được cứu chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Cũng có lời chép rằng, ta sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan, tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết. Người khôn ngoan ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận đời này ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra rồ dại không? Vì tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài đành lòng dùng sự giảng rồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. Vả, đang khi người Giuđa đòi phép lạ, người Grec tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự là sự người Giuđa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là rồ dại. Song le về những người được gọi, bất luận người Giuđa hay là người Grec, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Bởi vì sự rồ dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta. Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta, hầu cho như có lời chép rằng,
ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa.